Thôi, mời em gái. Rồi, tới rồi, cái bàn hai phía trước. Mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra. Ok. Rồi, bây giờ mời em trai thể giới thiệu về những thông tin cá nhân của mình. Dạ, em tên là Lê Quang Phúc, là hiện tại là 32 tuổi. Nghề nghiệp của em là IT, dịch vụ in ấn thanh tùng. Em quê ở đâu? Dạ, quê em ngoài Đà Nẵng. Thì giờ em đang sống với ai, sống ở đâu? Dạ, em sống với mẹ em, đang ở quận Nhất chị. Ở nhà có hai mẹ con thôi. Dạ. Rồi, mời em gái. Đầu tiên em chào chị Cát Tường và mọi người khán giả có mặt trong phòng quay. Em tên Trần Thị Vân, em năm nay 29 tuổi, em quê Ninh Thuận. Thì em đang điều dưỡng ở Bệnh viện Pháp Việt. Em xin hết, em cảm ơn. À, điều dưỡng ở Bệnh viện Pháp Việt. Dạ. Em làm đó lâu chưa? Em làm đó cũng gần một năm. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em vui tính, hòa đồng với lại biết bắt điện trong gia đình. Còn điểm yếu em hay quên lắm. Mà định hướng của em sau này là sẽ lập nghiệp trong này luôn hay là về quê hay là như thế nào? Dạ trong này luôn á chị. Em có dự định phát triển gì thêm trong cái sự nghiệp của mình nữa không? Có chứ chị. Nói chị nghe thử coi. Cái hạt của em buổi tối thì em chạy xe vô việc. Kiếm thêm. Rồi cái kế hoạch trong tương lai là gì? Giờ có để dành được đồng bạc nào chưa? Dạ được rồi chị. Được nhiều ít rồi? Dạ khoảng 100-200 rồi chị. Trời ơi nhiều dữ vậy. Rồi ai giữ tiền đó, ai giữ? Dạ em bỏ trong sổ tiết kiệm đó chị. Khi nào cưới vợ em lấy ra chị. Thế còn mẹ thì sao? Hiện giờ mẹ còn làm gì không? Dạ mà em là đang ở với cô em. Ông này tôi hỏi câu ông, ông đường trả lời nẻo. Tôi hỏi mẹ còn làm việc gì không? Dạ không. Không? Dạ. Đúng không? Là giờ là mẹ là mình phải phụng dưỡng mẹ đúng không? Dạ. Ừ. Nghe tập trung cho câu hỏi giùm tôi. Trời ơi trời, khổ tâm ghê vậy đó. Còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em đó là em chăm chỉ, em hiền lành. Còn điểm yếu của em đó là em ít nói. Nhà đông anh chị em không? Nhà em chỉ có hai chị em. Hai em chị là em. Đầu. Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em được trải qua 3 mối tình rồi chị. Ừ. Tay cách đây là 3 năm rồi chị. Do hoàn cảnh nên em mới chia tay bạn gái. Hoàn cảnh là hoàn cảnh làm sao? Do bạn gái á là có bạn trai mới rồi. Có nghĩa là phản bội em. Dạ. Thế còn em, tình trường sao cưng? Dạ em có một mối tình, người em thích thôi chứ không có quen. Vậy là coi như tình đơn phương. Dạ. Mà người đó có biết em thích người ta không? Em nghĩ là người đó có biết. Em có tỏ tình, em có chia sẻ, thổ lộ lần nào chưa? Dạ chưa. Em thích cái gì ở cái người đàn ông đó? Em ấn tượng nhất đó là người đó rất là đặc biệt. Đặc biệt là đặc biệt thì sao? Người đó rất hiền. Hiền. Và thông minh. Và em ngưỡng mộ. Dạ đúng, lúc đầu cũng một phần như vậy. Rồi vậy là em có nụ hôn nào với một người khác giới chưa? Dạ chưa. Ông cười gì không? Em nghe chưa có nụ hôn nhưng mà tụi em cười. Yeah. Tại sao em cười? Dạ, hài nhiên. Lòng. Thấy lạ không? Dạ lạ. Tại vì em cũng hôn bạn gái rồi. À, thật ra đây là một cặp đôi mà như hơi tương xứng với nhau. Cả hai đều chưa có một mối tình nào sâu đậm. Rồi bây giờ em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Cao 1m55, khuôn mặt dễ thương, tóc dài, biết lo lắng trong gia đình là được rồi. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Dạ em không thích người bạn gái là không có chảnh chẹ. Nếu được thì trong một mối quan hệ em thấy được thì em nghĩ mình sẽ quen bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân? Nếu mà quen được tùy bạn gái kia, tại vì em cũng là lớn tuổi rồi, khoảng 6 tháng hoặc năm gì đó. 6 tháng một năm. Dạ. Tiền bạc đám cưới cũng sẵn sàng rồi ha. Dạ. Mẹ cũng đồng ý hối thúc ha. Mẹ có đặt tiêu chuẩn tìm nàng dâu như thế nào không? Mẹ em hiền lắm chị ơi, biết là lo lắng cho mẹ với anh, phụ mẹ được rồi. Ừ. Rồi vậy còn em muốn tìm người bạn trai như thế nào? Dạ mẫu người của em đó là em muốn người đó điềm tĩnh, hiền lành, biết lễ phép với người lớn, có hiếu với cha mẹ, có chí cầu tiến. Em không thích rượu chè cờ bạc, em cũng không thích hình xăm. Có hình xăm gì không? Dạ không. Có rượu chè cờ bạc không? Dạ không. Có hút thuốc không? Dạ không luôn chị. Không nhậu nhẹt luôn? Dạ. Không biết uống chai bia nào? Cũng có uống nhưng mà uống 1-2 ly thôi chị. Ừ. Tương đối được. Dạ, xấu hay đẹp không quan trọng. Trời, xấu hay đẹp cũng phải quan trọng chứ. Không muốn ngoại hình sao hết trơn à? Miễn là đừng có xấu quá là được rồi chị. Ai biết cái chữ quá của em là bao nhiêu nè. Người đó phải là người có trách nhiệm, phải là người của gia đình. Ừ. Tấm này đông người quá, em tìm đi. Tìm đi, trong hai cô gái này có một cô đó đó. Ai đâu? Em gái này. Cô đó phải không? Rồi cầm hình đó đi. Bên đây.
Anh nào? Bạn này ạ. Rồi, anh đó phải không? Để xem cảm nhận của mình ngày hôm nay đúng hay sai nha các bạn. Hãy nhìn qua cánh cửa trái tim. Hay quá ha, hai bạn, bạn nào cũng chọn đúng hết trơn ha. Cảm nhận đầu tiên khi mình nhìn thấy nhau lần đầu tiên, em thấy cô ấy rất là hiền, rất dễ thương nữa. Cảm xúc trong người mình có sự rung động xao xuyến gì không? Dạ có, cái tim đập đập hừng hừng. Cái lưỡi thì đập đập đập, cái miệng thì rung rung luôn, nói chuyện hơi bị cà lăm luôn. Tôi cảm nhận được điều này. Thế còn em? Em thấy anh này hiền, em có một ấn tượng tốt với ảnh. Như vậy là quá tốt rồi. Bây giờ Tường sẽ cho các bạn thêm thời gian để có thể là tìm hiểu nhau kỹ hơn nữa nha, để cho mình có thể thấu hiểu nhau. Mới có cái nhìn đầu tiên thôi, chưa có nói chuyện. Này sao đây, quên quá, rung quá quên luôn hả? Đây, lẹ lên nè. Đây là món quà anh tặng em, nhân dịp là lần đầu tiên anh gặp em. Em cảm ơn anh. Em cũng có một món quà tặng cho anh. Ờ, vậy anh con cũng được. Được rồi, bây giờ chị Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Vị Ngon. Xin mời. Mời hai bạn thưởng thức món ăn rất là đặc biệt của nhà hàng, đó là món cá hồi ấp chảo. Nhớ nha, vừa ăn vừa tâm sự với nhau nha. Rồi, chúc hai bạn ngon miệng. Món cá này em ăn được không vậy? Dạ, được. Anh không biết ăn món này. Em nghĩ anh thử ăn đi. Nó cũng không có gì đâu. Em ở khúc nào vậy? Em ở quận 7, ngay khúc Nguyễn Thị Thập, bác Nguyễn Văn Linh. À, Nguyễn Thập anh biết. Dạ. Món này anh ăn không được. Thường thường anh thích ăn cái gì? Anh thì thích ăn cá hộp thôi. Cá hộp hả? Anh không thích ăn cá tươi hả? Không. Với lại món trứng chiên. Anh thích ăn trứng chiên. Cứ em muốn ăn cái gì? Em thích ăn những món mà mình nấu á. Nhưng mà thật ra nó cũng không có phải là lúc nào cũng như vậy hết. Nếu mình bận thì mình có thể đi ra ngoài ăn. Nó sẽ tùy. Dạ. Em có ai thường đi chơi nào không? Thật sự không thường đi chơi, nhưng mà đôi khi em cũng có. Còn anh là chạy xe có thứ bảy hoặc chủ nhật gì đó. Tại anh hay đi xem phim một mình không à? Ở đó giờ chưa quen ai ấy, nên dạ. Đi xem phim một mình không à? À, anh thường thường anh đi làm buổi chạy xe buổi tối tới mấy giờ thì anh nghỉ? Khoảng 11 giờ đêm về. 11 giờ đêm về, còn buổi sáng hôm sau thì mấy giờ anh sẽ đi làm tiếp? À, anh đi làm từ 7 giờ sáng, 7 giờ tối. Rồi về xong tắm rửa xong đi chạy xe luôn. Mấy giờ thì anh đi ngủ? Tầm 1 giờ. Tại sao anh lại ngủ trễ như vậy? Tại vì lúc mà chạy xe về là chưa thấy buồn ngủ. Em nghĩ á, anh đi làm như vậy sẽ rất là tốt, nhưng mà anh phải lo cho sức khỏe của mình. Nếu mà được anh sắp xếp được á, thì đi làm về xong anh nên đi ngủ sớm hơn. Ăn chưa? Hết biết nói gì luôn rồi hả? Không có tôi là đơ luôn rồi hả? Sao vậy, rồi không ăn miếng nào luôn hả? Món này em không ăn được. Hồi nãy chị, giờ chị ra ngoài thì chị thấy là bên đây mình đi là gia đình hai bên đều có hết. Dạ. Có người nhà đi theo hết đúng không? Dạ đúng rồi. Thì bây giờ chị sẽ mời người nhà của các bạn vào để người lớn có thể cho ý kiến cho mình nha. Dạ. Rồi, dạ xin mời phụ huynh của hai gia đình vào ạ. Dạ, chào các gia đình hai bên. Dạ, giờ cho xin hỏi chú trước ạ. Chú là sao với em đây ạ? Bố là cũng như là ba, đây là cái đầu. Con gái đầu. Sinh ra và lớn lên là ăn đi học. Dạ. Rồi đến khi ra trường rồi đi làm. Chứ ngoài ra ít nói, tính rất trầm tính. Dạ. Ít nói. Dạ. Thành ra là sinh con mình biết tính cái con mà. Dạ. Thì bây giờ nhiệt nhận xét về cũng đã trưởng thành rồi, thì coi như là tìm hiểu cho nó sâu hơn. Dạ. Rồi mình thể kết nối lâu dài. Dạ. Và chú là ở ngoài quê vô đó hả chú? Ở quê vô. Ồ dạ. Rồi đợt này vô được lâu không? Có ở lại chơi với con không? Ở chơi với con bữa đây là có thể mai, tối mai về. Rồi, cho con chào gia đình bên đây ạ. À. Dạ, chào dạ, cô. Anh xin. Anh chào bác lắm, nhưng mà phải chào cô thôi cho nó trẻ. Chứ đúng là phải chào bác nha. Bác đứng xích vô đây nè. Chào cô thôi. Anh là sao của... Anh họ. Thế hôm nay là nãy giờ là cô đứng ở ngoài nghe thông tin của hai đứa nhỏ nói chuyện nè. Cô cảm thấy như thế nào? Cô cảm thấy cô gái bên này cũng dễ thương. Dạ. Phúc hiền lắm, nhưng mà chăm làm việc lắm. Dạ.
Thế ở nhà có đông anh chị em không cô? Dạ, có mình cô với các cháu. Hai mẹ con thôi vậy đó. Còn anh là anh như thế nào của Phúc ạ? À? Anh họ đó, Phúc đó thì nói chung là tính tình của nó cũng hiền. Về có vấn đề, còn nhiều khi đi ngoài xã hội thì nhiều khi nó là anh đứa giao chứa tiếp nhiều. Chứ gia chạm mình thử ra hỏi anh, nhiều khi anh cũng hơi mờ. Đó, mình thử ra nó tại vì ảnh trong đó thì anh cũng không có chơi lâu lâu ngoài xã hội được nhiều. Dạ. Thử ra là ảnh là nhút nhát lắm, hỏi nhiều khi cũng không biết được nào mà ảnh nói. Dạ. Dạ. Rồi, nhưng mà bữa nay gia đình hai bên mình có duyên gặp mặt nhau. Giờ xin mời là hai cô với chú mình bắt tay nhau, mình chào, biết đâu sau này rủ mình làm sư gia ha. Tại vì đây là nhà trai, nhà gái là Phúc ở từ ngoài quê vô. Dạ, ngoài vô quay cái chương trình với con gái cái thôi rồi đi về. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn chú. Đó là cái ý kiến của gia đình hai bên, để các bạn có thêm cái thông tin để mình tham khảo. Cho hai bạn chơi một trò chơi nữa của chương trình nha, để chúng ta có thể kết nối được với nhau. Bóc một lá bài. Em thích màu đỏ. Thích màu đỏ thì em bóc màu đỏ. Mời em. Rồi, đọc lớn lên đi cầu trong đó dùm cho chị. Bạn nam hãy cõng bạn nữ đi một vòng, vừa đi vừa hát. Rồi, mời em đọc cái yêu cầu của em. Bạn trai xin phép ôm bạn gái 30 giây thử cảm xúc. Trời ơi, trai lời quá trời lời vậy. Rồi, thế bây giờ nè, em qua thực hiện yêu cầu của bạn đó trước. Mà em không biết hát. Qua xin ôm bạn gái 30 giây, rồi xin cõng bạn gái đi một vòng, rồi hát một bài luôn nha. Rồi sau đó dừng lại, chúng ta tính tiếp. Mời em. Em không hát. Giờ xin phép bạn gái đi. Ôm mà chị. Ừ. Bạn gái cho mình ôm một cái được không? Ôm nhưng mà không cõng được không chị? Rồi vậy thì giờ ôm một cái xong nắm tay nhau hát tặng bạn gái một bài. Dạ được. Rồi. Ủa cái gì cũng đơ cũng cộng vậy cưng. Đứng hai đứa đứng ngang ngang nha, bước bạn gái đứng qua bên đây. Rồi ôm đi nè, thả lỏng rồi nè. Lớn chưa có va chạm gì trơn á. Ôm 30 giây, cái yêu cầu người ta là ôm 30 giây em à. Ủa, 30 giây? Đọc kỹ trong đó đi. 30 giây chứ. 30 giây, ôm đi, tôi đếm nè, rồi cảm nhận nha. Bé mặt căng thẳng hết sức luôn vậy đó. 30 giây nha, cảm nhận. Quíu tay hết rồi. Rồi. Rồi bây giờ nhìn thẳng bạn gái, đứng xích tới, bây giờ không có cổng. Xin nắm tay bạn gái, trân trọng nhìn vô mặt bạn gái. Nhìn bạn thẳng vào mặt bạn gái. Có thể cho mình nắm tay bạn được không bạn? Dạ được. Rồi nhìn thẳng nhau, hai bạn nhìn thẳng nhau, hát tặng bạn gái một bài rồi chúng ta mới phát biểu cảm nghĩ. Mình cũng không biết hát bài gì nên cho mình hát một khúc Giáng Heo. Rồi mời em. Ngoài kia bao nhiêu câu ca tình nên thế thang khắp thế gian nghe hơi ngạt ngào, rồi anh buông rơi câu lời nhân bước chân nên bước chân nhìn khác lạ. Cái gì lô vậy, hát kỳ vậy? Thôi bây giờ nhìn nhau, nói cảm xúc của em hiện tại với cô gái ấy. Lần đầu tiên em ôm bạn gái này thì trái tim em nói cũng... với cổ, lần đầu tiên anh được ôm em, anh em đàng hoàng tự tin vào nhìn thẳng cổ. Lần đầu tiên anh ôm em là trái tim anh đập thình thịch rồi. Em cũng hơi run run. Đúng không em? Dạ. Rồi sao nữa? Rồi cảm xúc sao nữa? Cảm xúc tìm đập thình thịch rồi sao nữa? Nhận xét về cô gái ấy như thế nào? Cô gái ấy rất là xinh. Em như thế nào? Trời ơi, khổ ghê. Em chuyện rất là xinh xắn và dễ thương nữa. Dạ, em cảm ơn. Trong lòng anh thấy sao? Trong lòng anh cảm thấy em luôn trái tim em làm anh nhức nhối. Trời ơi, cái gì trái tim em? Ủa sao em rung mà trái tim anh nhức nhối? Đã làm gì đâu mà nhức nhối? Tại vì trái tim em đập thình thịch thì khi gặp cô gái đẹp là em nhức nhối đó phải không? Dạ. Rồi thôi được rồi, về chỗ đi để xỉu hai đứa. Ngồi vô đi. Lần đầu tiên gặp ai cũng ít nói rồi ngỡ ngàng. Lời tỏ tình rất là dễ thương. Gặp em thì anh là trái tim đập thình thịch, em thì rung. Giờ ngồi xuống bình tĩnh chưa? Dạ. Giờ hai bạn nhìn nhau qua cửa trái tim. Người nói một câu nữa thôi. Rồi nãy giờ bạn trai nói rồi bạn hơi rung. Tại em nói trước đi, phát biểu cảm nghĩ của mình. Cảm nghĩ của em về bạn trai đó là bạn rất là hiền và giản dị. Em cảm nhận như thế nào? Em cũng thấy bạn nữ này cũng hiền.
dương tính. Trời ơi, rồi cặp đôi này hẹn hò với nhau rồi hai đứa nó ngồi nó nói chuyện gì trời. Mốt đi hẹn hò rủ chùa Tường đi theo hả? Bây giờ sau khi kết thúc chương trình, ngày hẹn hò đầu tiên của hai bạn là lúc nào? Ngày mai em sẽ hẹn cô gái đó đi xem phim. Bây giờ em nói với cổ đi. Em ơi, nếu như hôm nay em đồng ý cho anh cơ hội hẹn hò, bấm nút hẹn hò, hứa hẹn cho cổ hấp dẫn cổ mới bấm nút chứ. Mời em. Mà em ơi, hãy cho anh một cơ hội để ngày mai anh có thể mời em đi xem phim 212 Lý Anh Thắng. Thôi được rồi, đi xem phim không có tốn tiền, chương trình tặng vé. Rồi trước khi đi coi phim có cho người ta ăn uống gì không? Dạ có chứ chị. Có tiền không? Dạ có chứ. Tưởng đâu lại tính cái gì không tốn tiền nữa chứ, khổ ghê. Đi xem phim lại có mua này nọ vô trong phim á. Thật thà quá các bạn ơi. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, sát ghế vô. Nếu đồng ý hẹn hò, chúng ta bấm thật mạnh vào nút bấm. Không đồng ý, chúng ta có quyền lấy tay ra. Bạn mời hai bạn quá. Cố gắng lên. Nhắm mắt lại. Một, hai, ba. Hết thời gian. Nắm tay nhau đi hai bạn. Lại thêm một cặp đôi nữa đã đồng ý kết nối với nhau trong chương trình này. Đây chỉ mới là sự khởi đầu thôi hai em nha. Yeah. Cái đoạn đường phía trước của hai em còn dài lắm, mà chị cũng lo cho hai em lắm đó. Ở đây thì chỉ có ekip của chương kệ bà đi, bà bị lắc máy. Rồi đầu tiên xin mời bạn chia sẻ về cái thông tin cơ bản của mình trước, họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình trước nha. Dạ. Em xin chào ban tổ chức, em tên là Minh Anh. Hiện tại năm nay em sinh năm 91, năm nay em 32 tuổi. Hiện tại em đang làm kế toán ở Biên Hòa, Đồng Nai. Thì quê gốc của em thì ở ngoài Thanh Hóa. Và tình trạng hôn nhân của em là ly hôn và có hai bé nhỏ. Vậy mình nói luôn về cái hôn nhân đó đi ha. Làm sao mà ly hôn rồi con bây giờ mình đang nuôi hay là ai đang chăm ạ? Thì nói chung là bởi vì cũng do nhiều yếu tố nên là hai vợ chồng không có hợp nhau, cũng ly hôn được 3 năm rồi. Bé thì hiện tại đang ở với ngoại ở ngoài Bắc, còn em thì đang ở trọ và làm việc ở Đồng Nai. Chồng cũ của em thì là sĩ quan quân đội. Rồi sao mà chia tay ạ? Đấy là lý do ly hôn á. Thì nói chung là không cùng quan điểm và cũng do kiểu như là không hợp nhau, hai xung khắc không hợp nhau đó. Nên là xích mích với nhau cũng từ khi mới cưới có con thì cũng ở xa nhau, mà bởi vì chồng nó cũng không có thời gian để về với gia đình. Nên thành ra là xích mích với nhau quá nhiều, không có giải quyết được mâu thuẫn nên ly hôn ạ. Rồi, thì mình thấy mình rất là xinh luôn á. Nhưng mà nếu vậy thì khi mà mình vào đây thì đã bao lâu rồi, mình có tìm hiểu một cái mối quan hệ nào không ạ? Alo, mình có nghe không ạ? Dạ, em đang xin phép một chút xíu. Em có quyết định năm 2021, cuối năm 2021 ạ. Rồi, còn thì mình vào đây thì... mình vào đây mình làm á là lâu chưa? Em thì em vào đây năm 2014. Thì em quen chồng và cưới năm 2016. Nhà chồng em thì cũng ở gần đây luôn. Ủa rồi bây giờ con là đang ở ngoài Thanh Hóa hả? Dạ đúng rồi, ở bên bà ngoại ạ. Sao ý mình là hai đứa nhưng mà chồng không nuôi ai hết hả? Tại thật ra là bởi vì chồng em cũng không có thời gian chăm bé, mà ông bà ngoại thì cũng đang còn khỏe, có khả năng lo cho cháu. Mà em thì cũng không muốn cho hai bé tách rời nhau. Thì khi nào mà một trong hai người đi bước nữa, ví dụ như nếu như em có đi bước nữa thì em sẽ đưa bé cho ba nuôi, còn nếu không thì em sẽ nuôi bé. Tại giờ mình đi bước nữa thì thấy cũng có gì đâu ta, tại vì ông bà chăm mà mình ở trong này nữa. Rồi
Ok, bây giờ thế thì mình tìm một người đàn ông như thế nào? Mình mô tả về ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán bạn đó luôn nha. Em thì thật ra thì chỉ mong muốn một người, nếu như thực sự thì ai cũng vậy, phụ nữ mà, thì cũng mong có một người có thể mình có thể dựa vào, thì tuổi tác thì có thể hơn em để chững chạc hơn và có thời gian cho gia đình, và đặc biệt là không, sẽ không ngoại tình, bởi vì chồng em cũng đã từng ngoại tình nên là em rất là sợ. Công việc thì em chỉ cũng mong là có công việc ổn định, có mức thu nhập khá để vợ chồng có thể lo cho gia đình tốt hơn. Còn cái việc mà ví dụ như có con thì em cũng không có quan ngại, bởi vì em thì với em con nít thì luôn luôn được yêu yêu ái, nên là em không quan trọng vấn đề đó, chủ yếu là người ta có thể lo được cho gia đình hay không. Ừ. Rồi, mà cái người đó ly hôn được không? Người đó ly hôn. Nhà dạ được, nhưng mà ly hôn với như thế, với điều kiện như thế nào, chứ không phải vì ngoại tình rồi cũng ly hôn, hay là vì Cái quan đó hệ mình cũ tìm cũ. hiểu thêm. Cái đó mình tìm hiểu thêm á, tại vì mình cũng là người ly hôn. Còn bây giờ nếu em nói như vậy, chị làm ma cho em, cái anh kia hỏi em ly hôn là do em ngoại tình hay gì, thì em nói chị nghe thôi, chứ chắc gì là em đúng hoàn toàn, đúng không? Đúng rồi, Em đúng hiểu rồi. ý không? Cho Dạ nên ở em đây hiểu. á, mình chỉ nói ở cái góc độ là ví dụ một cái người với hoàn cảnh giống như em thì em đồng ý hay không thôi. Còn cái việc Dạ đó em. sau chương trình không có chịu trách nhiệm về cái việc đó, các À bạn nói dạ dối em thì hiểu. các bạn chịu, hiểu không? À Chứ còn như em dạ. nói với chị thì chị nghe chị nói ừ em không có lỗi gì trơn á, mà về tìm hiểu ra cái em là người ngoại tình, chị ví dụ vậy đi, thì Dạ cái dạ anh đó em hiểu. ảnh bắt đầu ảnh mắng vốn chương trình là không được, cho nên là Dạ. cái đó chương trình không chịu trách nhiệm nha. Dạ em hiểu. Mà chỉ Thế hỏi anh em hiểu là đi ừ chị. em đồng ý được hay không, mình Dạ cùng hoàn được. cảnh với mình đang nuôi hai đứa con ví dụ vậy, thì Dạ. em được không? Dạ được. Nhưng Ừ mà rồi. có một cái điều kiện là nếu như mà có gia đình rồi, nếu như cũng đã từng ly hôn rồi, thì em mong là sẽ có giống như kiểu là một cái độ vững về kinh tế, chứ không phải Ừ là thì cái đó được, độ vững kinh tế đối với em là như thế nào, ví dụ như anh đó là lương bao nhiêu hay là công việc ngành nghề như nào? em thì chỉ mong ví dụ như là nếu như mà ở gần chỗ em thì tự nhiên có nhà cửa đàng hoàng rồi, có công việc ví dụ như lương tháng cũng tầm, nói chung là như em thì lương em tầm được 10 triệu, và em cũng đang học thêm nghề nữa, chứ không phải là chỉ dừng lại ở mức này. Thì em cũng mong là ví dụ như tầm 20 triệu chẳng hạn, Ừ thì rồi có thể ok, hơn thì tốt. Dạ. rồi ok em, rồi chị sẽ ghi nhận lại ha, và dĩ nhiên nó sẽ Yeah. được cái này mất cái kia, chị hiểu mà, chị cũng Dạ là phụ nữ đúng chị biết chứ, con cái rồi bây giờ lấy vợ nữa mà thu nhập ấy quá thì cũng khổ cho mình đúng đúng không em? rồi đúng Rồi rồi, tại vì anh ấy ừ. cũng phải lo cho con anh ấy, xong rồi Đúng em rồi thì cũng phải lo cho con em thì chỉ mong là nói chung là đủ khả năng để lo cho ừ con của mình và lo cho em, chứ em cũng rồi chẳng phải dựa vào, nhưng mà cũng phải để có cái gì để chung cho cả hai người, chứ không phải là con anh lo con tôi lo cuộc sống của anh lo cuộc sống của tôi lo, như vậy thì lấy nhau để làm gì, thảo của mình còn hơn. ừ ok em, rồi Dạ. rồi ok được rồi, cảm ơn Minh Anh nha, nếu Yeah. được chọn Dạ. thì chị sẽ liên hệ lại với mình sau ha, rồi Yeah. cảm Ủa nhưng ơn mà em bạn ấy nha. làm nghề Rồi. gì vậy? Bạn làm nghề gì á? À, em làm nhân viên văn phòng, em làm kế toán, còn hiện tại bây giờ em đang học thêm là huấn luyện viên yoga aerobic. Dạ. Hợp đấy, ok bạn, rồi cảm ơn nha. Dạ. Chị là Lê Thị Mến, sinh năm 1985, chị là kế toán trường. Là quê mình ở đâu chị, và hiện tại chị đang làm ở đâu? Chị làm ở trường tiểu học, quê chị ở Đức Phú, Tánh Linh, Bình Thuận. À, trường tiểu học này cũng ở Bình Thuận luôn. Đúng rồi. À, dạ rồi. Nếu mà ở Bình Thuận vậy thì mình vẫn sắp xếp để vào trong Sài Gòn để ghi hình được đúng không chị? Được. Ừ, rồi bây giờ chị Mến nói một xíu về bản thân mình đi, những cái điểm mạnh điểm yếu của mình đó chị. Chị thì điểm mạnh của chị là chị thích kinh doanh, chị hợp với nghề bất động sản. Điểm yếu của chị là không mạnh dạn. Ủa là chị thích kinh doanh là hồi giờ đã kinh doanh gì chưa?
chị hay làm đất làm đồ đó em. À, là ngoài công việc kế toán là mình làm thêm cái này nữa đúng không? Đúng rồi. Ừ. Rồi ok, còn gì nữa không chị? Chị có tài lẻ năng khiếu gì không? Năng khiếu thì chị cũng không, ý là chị người phụ nữ gia đình. Ừ. Trước giờ là chị đã từng lập gia đình chưa? Chị có gia đình rồi, chị ly hôn 8 năm rồi. À rồi Chị vậy thì được chị hai bé. ly hôn 8 năm có hai bé là bao nhiêu tuổi rồi chị? Bé đầu là 16, bé sau là 8. Rồi vậy thì chị chia sẻ về cuộc hôn nhân đó đi. Ở với nhau bao lâu sao mà mình lại ly hôn? Là chị sống với chồng chị 10 năm. Chồng chị đánh bài với lại gái nữa nên chị ly hôn. Là một mình chị nuôi con hết hay như thế nào? Đúng rồi, chị nuôi con hết nhưng mà bé lớn ảnh cũng vẫn có phụ cấp. Rồi ly hôn là cách đây 8 năm, trong 8 năm đó chị có tìm hiểu ai khác không? Chị cũng có tìm hiểu một người nhưng mà không hợp ấy. Rồi chị chia sẻ giùm em là người đó có điểm gì không hợp với mình ha? Là ảnh thì thanh niên chưa chưa có gia đình nhưng mà điều có cái là người ta sống chị có cảm giác là người ta nói chuyện á, đôi lúc cứ hay nói ta đây là thanh niên đồ vậy đó nên chị cảm giác tự ái. Nên mình là tự ái đúng không? Rồi vậy thì bây giờ là chị mong muốn là tìm một cái người như thế nào để phù hợp với mình? Là chị thích người lớn chững chạc chứ trẻ quá đôi lúc mình cũng mệt mỏi. Tuổi chững chạc. Rồi còn gì nữa chị? Lại có việc làm ổn định đó. Chị thích là ví dụ như vợ chồng sáng dậy đi làm chứ còn những người mà không có việc làm cứ ngủ đi. Chị là không thích tính đó. Rồi quê quán vùng miền của người này ở đâu thì được chị? Chị thích miền Tây cũng được nhưng mà chị không thích ngoài Bắc, thế là xa quá. À không thích ở ngoài Bắc thôi đúng không? Đúng Rồi. Bây giờ hiện tại anh nói ví dụ đang làm việc ở trong Sài Gòn này kia các thứ thì vẫn được đúng không? đúng rồi đúng rồi Có vẫn thể được quen xa được. Rồi cùng hoàn cảnh với mình thì được không chị? được em, còn hoàn cảnh thì khỏe hơn. Rồi còn chị còn yêu cầu gì đặc biệt ở người này nữa không? Sạch sẽ. Sạch sẽ. Rồi gì nữa? Có điểm gì chị không thích ở người đàn ông không? Chung là gia trưởng đánh vợ ở dơ. Ok, nói chung hôm nay chỉ là cái buổi cast đầu tiên thôi. Nếu mà có người phù hợp á hoặc là mình được chọn vào vòng 2 thì chương trình sẽ có biên tập trao đổi thêm với chị ha. À rồi, em cảm ơn chị ạ. Rồi chị cảm ơn. Em chào, em chào chị ạ. Em tên là Nguyễn Lê Thanh Vy. Em năm nay 23 tuổi. Hiện tại thì em đang làm chuyên viên chăm sóc khách hàng tại bên Vinhome, tập đoàn Vingroup ạ. Em ở Em Hồ làm Chí Minh. quê em ở đâu? Dạ quê em ở Hồ Chí Minh luôn ạ. À em ở quận mấy á Vi? Dạ hiện tại thì quê em ở Hồ Chí Minh mà nhà em thì ở Bình Bình Dương á chị, nhưng mà nó cũng giáp ranh với Thủ Đức với lại bên quận 9, nó cũng gần gần chị. Nó cũng gần các tỉnh lân cận. Dạ. Ủa là hộ khẩu em ở thành phố nhưng mà em không ở thành phố nữa mà em ra Bình Dương sống đúng không? Dạ, là quê của ba em là ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà nhà em thì ở Bình Dương từ xưa tới giờ rồi ạ. Rồi thôi rồi ok vậy thì bây giờ thì hộ khẩu mình đang ở đâu? Dạ hộ khẩu em đang ở Bình Dương ạ. Vậy thì chắc là mình nói là mình đến từ Bình Dương cho chị nha, nói theo cái hộ Dạ. khẩu á để người ta biết mình đang ở đâu. Còn em làm là em đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi em nói một chút điểm mạnh điểm yếu và đường tình duyên của mình giùm chị nha Vi. Dạ vâng, điểm mạnh của em á là em học ham học hỏi, em có tính cách là hòa đồng với mọi người, với lại là em cũng dễ dễ dàng làm quen với những môi trường mới xung quanh. Còn điểm yếu thì có lẽ là em hơi nóng tính. Hơi nóng tính hả? Rồi, Dạ đúng em được bao nhiêu mối tình rồi? Tại sao chia tay? rồi. Dạ em được 2 mối tình hồi đi học,
Thì mối tình đầu tiên thì là lúc em đi học thì còn quen kiểu thời con nít đó chị. Thì quen được 6 tháng thôi thì hai hai đứa cũng con nít nên chia tay. Còn mối tình thứ hai là em quen bạn được tổng thời gian quen quen quay đi quay lại với chia tay á là được 5 năm. Thì tại vì em quen bạn là cũng trong trường lúc mà hai đứa đang đi hoạt động đoàn. Xong rồi thì bạn đi nghĩa vụ thì lúc mà bạn về thì có nhiều thay đổi thì dần dần hai đứa cảm thấy là không có hợp nhau nữa thì có ngồi lại nói chuyện với nhau rồi lúc đó thì hai đứa quyết định là chia tay ạ. Rồi, rồi bây giờ em đang làm công việc này thì có khó khăn gì trong việc tìm bạn trai không? Lý do sao em phải tham gia chương trình? Dạ thì em làm công việc này thì hiện tại thì em chưa tìm được người phù hợp với chị với lại là cũng không có ai để em làm công việc này em cũng gặp nhiều người nhưng mà do cái tính chất công việc của em là chỉ có ngồi ngồi một chỗ thì em cũng khó để tìm được người phù hợp với chị với lại mình cũng không biết ai hết chị. Ừ. Rồi bây giờ vậy em thích một cái mẫu bạn trai như thế nào? Dạ, em thích mẫu bạn trai thì cao hơn em, cao hơn em cao tầm 1m7 trở lên, rồi biết có công việc ổn định, rồi nhà thì cũng có thể là ở gần nhà của em hoặc là không xa quá, hoặc là gần công ty, gần chỗ làm việc của em hoặc là không xa quá. Và mẫu bạn trai thì em cũng không có nhu cầu nhiều, chỉ cần là công việc ổn định, độ cao trên 1m7, không có các tính thói xấu như là hút thuốc hay là uống rượu hay là cờ bạc. Dạ, với lại là em cũng có hơi hơi thiên về cái việc là lựa tuổi á chị, thì em sẽ không hợp với những tuổi nằm trong con giáp mà thìn tuất cửu mùi, không hợp với em ạ. Ừ. Dạ. Rồi, quê quán thì sao? Quê quán bạn đó thì như thế nào? Dạ, nếu mà quê quán thì em mong là sẽ là cùng quê với em ở gần nhà em hoặc là Hồ Chí Minh thì càng tốt ạ, hoặc là Đồng Nai, Biên Hòa, Đồng Nai, gần gần em ạ, tại vì em cũng không có thích yêu xa ạ. Ừ. Ok em, nếu được chọn thì chương trình liên lạc với mình thì em sắp xếp công việc có dễ không? Ví dụ như bên mình sẽ có cái lịch quay vào ngày 31 tháng 8 thì ngày đó em thấy là vì bây giờ báo em trước bao lâu thì em mới sắp xếp được, ví dụ như vậy. Dạ nếu mà có lịch quay 31 tháng 8 thì mình báo chỉ cần báo trước giúp em tầm khoảng 5 ngày là được ạ. 5 ngày hoặc là sớm hơn tầm 2 ngày cũng được, em cũng có thể sắp xếp được ạ. Rồi ok em, vậy thì chờ thông tin chương trình giùm chị ha. Nếu có gì thì chương trình gọi mình rồi mình cố gắng mình hợp tác để mình tham gia nha, tại vì cái lịch đó thì cũng theo cái lịch của nhiều người lắm chứ bên chị cũng không phải là theo được lịch của các bạn. Rồi, Dạ vâng, ok cảm ơn Vi nhiều nha. Rồi chào em ha. Rồi. dạ.